Hello, xin chào tất cả mọi người đã xem video của Quang. Ngày hôm nay con sẽ quay một clip chia sẻ về cái lý do tại sao Quang làm kênh như thế này. Thì con sẽ đưa ra cái lộ trình Quang làm kênh để cho anh em hiểu về cái mà Quang làm những cái video để chia sẻ cho anh em. Thì thứ nhất là Quang sẽ chia sẻ về kiếm tiền, cách mình kiếm tiền, cách mình tạo ra một cái công việc, đặc biệt là affiliate marketing hoặc là bán hàng. Quang sẽ chia sẻ về hai cái lĩnh vực affiliate marketing và bán hàng để giúp cho những người mới bắt đầu khởi nghiệp không có vốn, chúng ta cũng có thể kinh doanh và chúng ta cũng có thể kiếm tiền, kiếm được thu nhập cao. Thì cái bước đầu tiên là Quang sẽ chia sẻ về công việc. Cái bước thứ hai mà Quang sẽ chia sẻ về các mô hình kinh doanh, cách để kinh doanh, mình cách để mình xây dựng một doanh nghiệp như thế nào. Vì bản thân Quang đã có kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp đâu đó tầm khoảng 150 nhân sự rồi. Đấy, thì Quang sẽ chia sẻ cho anh em xem ở trên kênh này biết cách để chia sẻ về cách để xây dựng doanh nghiệp. Và cái bước thứ ba và cái nội dung Quang rất là tâm đắc, đó là Quang sẽ chia sẻ cho anh em về các phương pháp về đầu tư. Đấy, đầu tư thì có tích rất nhiều sản phẩm để chúng ta đầu tư, ví dụ như là bất động sản, ví dụ như là vàng, chứng khoán hay là Bitcoin. Đó, thì Quang sẽ chia sẻ về những cái kênh đầu tư, chia sẻ về các thủ thuật đầu tư, các phương pháp đầu tư, đặc biệt là về bất động sản. Quang sẽ chia sẻ cho anh em về các cái chủ đề đầu tư về bất động sản. Và Quang rất mong muốn cái kênh này nó sẽ giúp cho anh em có một cái góc nhìn về cái việc từ một người không có gì, từ một người tay trắng theo cái con đường bản thân Quang đi từ xưa đến nay, từ tay trắng và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp và bắt đầu trở thành nhà đầu tư như thế nào. Và Quang sẽ làm kênh và ghi lại những cái hành trình và chia sẻ lại những cái hành trình mà Quang đã trải qua, những cái kiến thức, kinh nghiệm thực tế mà Quang đã trải qua. Và Quang muốn giúp đỡ tất cả mọi người xem kênh của Quang để họ có cuộc sống tốt hơn. Đó, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.